trong chai, C khói lượng của nước trong chai. Anh xin đọc lại. Trên một chai nước có ghi là 750 ml, số đó chỉ A là sức nặng của chai nước, B là thể tích nước trong chai và C là khối lượng nước trong chai. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. B, hầu như là đáp án B thì nhiều. Đáp án đúng của chúng tôi cũng là B. Nội dung câu hỏi số 7, môn giáo dục công dân. Điền từ thích hợp vào dấu 3 chấm sao cho phù hợp với nội dung. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia, bàn bạc, thảo luận và đóng góp ... vào vấn đề chung của đất nước, xã hội. Anh xin đọc lại câu hỏi. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận và đóng góp ... vào các vấn đề chung của đất nước, xã hội. Thời gian kết thúc, xin mời đáp án của các bạn. Ý kiến xây dựng ý kiến bản thân. Đáp án đúng của chúng tôi là ý kiến. Nhưng mà có một bạn ghi ý kiến bản thân thì có chấp nhận không ạ? Xin mời bạn cô không? Chấp nhận đáp án ý kiến bản thân. Như vậy là chúng ta chỉ có một bạn rời khỏi sân thi ở câu hỏi này. Hai bạn. Đâu bạn cùng tiến. Lấy ghế ngồi nghỉ ngơi đi em. Câu hỏi số 8. Xin học. Quá trình chuyển hóa trong cây xanh từ ánh sáng mặt trời thành năng lượng sống gọi là A. Quang hướng động, B. Quang hợp, C. Phát quang và D. Phát tán. Anh đọc lại một lần nữa. Quá trình chuyển hóa trong cây xanh từ ánh sáng mặt trời thành năng lượng sống gọi là gì? A. Quang hướng động, B. Quang hợp, C. Phát quang và D. Phát tán. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thời gian kết thúc, xin mời đáp án của các bạn. Đa số là B nhưng có một đáp án A. Đáp án đúng của chúng tôi là quang hợp, đáp án B. Câu hỏi số 9 là một trong hai lĩnh vực lúc đầu chúng ta đã có câu hỏi cải cách hành chính, thì là bây giờ là tuyên truyền bầu cử. Nội dung câu hỏi như sau. Trong bầu cử, vì cử tri tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước, nguyên tắc bầu cử này gọi là gì? Anh đọc lại một lần nữa. Trong bầu cử, vì cử tri tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Em ơi, em số 7. Em ghi cho nó tròn chữ đi, chứ em ghi chữ quyền là chữ L, nó thấy ghê quá. Rồi, quyền bầu cử. Đưa lên, anh chưa có mối đáp án mà. Phổ thông bỏ phiếu công bằng tự bỏ phiếu. Một phiếu bỏ phiếu kín. Ứng cử tự do bầu cử tự nguyện trực tiếp tự bầu cử. Anh đã nói rồi, ở cái keyword hồi nãy anh có nhấn mạnh nhẹ trong cách đọc của anh, đó là việc cử tri tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu là gì? Trực tiếp. Ai trực tiếp ở lại, ai ngoài trực tiếp mà các bạn di chuyển? Câu hỏi số 15, môn hóa học. Lưu huỳnh dioxit là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit, đúng hay sai? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu.
cho em hỏi các bạn cổ động viên đã đến từ lớp nào ạ? Để ngày mai em xin trường cho mấy bạn nó đi dã ngoại chơi ạ. Trả lời xong tất các bạn của mình lại đi em. Nếu em suy nghĩ có thay đổi đáp án thì sau đó hãy lật lên và sửa lại. Thời gian kết thúc, xin mời em. Đáp án của em là đúng và của chương trình cũng là đúng. Trời ơi, đúng là cầu được ước thấy, câu 16 là câu tiếng Anh. Dạ, em ơi, xin mời thầy Hòa chúng ta sẽ lên hỗ trợ. Hello everybody. Hello. I hope I will help you to pass this question. Okay. Listen to me carefully. Answer the question. In which direction there is the sunrise? Okay. The same meaning. Where there is the sunrise? In the north, in the south, in the west, or in the east? Không cần thời gian suy nghĩ, xin mời đáp án của em. Em xin mời thầy Hòa, chúng ta sẽ công bố và giải thích câu hỏi này. Câu hỏi là mặt trời mọc ở hướng nào? Thì bạn trả lời là mọc ở hướng đông. Đúng hay sai các em? Xin chúc mừng em. Xin cảm ơn thầy Hòa, một trận đấu thật lớn với thầy Hòa được không ạ? Hỏi hoài quên là hết hạn mức. Ngõ của cây sen nằm ở vị trí nào trong môi trường sống? Anh đọc lại. Ngõ của cây sen nằm ở vị trí nào trong môi trường sống? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Em được sử dụng quyền hỏi ba người. Ngõ của cây sen nằm ở vị trí nào trong môi trường sống? Em sử dụng quyền. Xin nghĩ thật kỹ về đáp án của mình một lần. Ngõ của cây sen nằm ở vị nằm ở đâu trong môi trường sống? Xin dừng thời gian ạ. Xin cắt nhạc ạ. Bạn Quân của chúng ta sẽ sử dụng quyền hỏi. Em sẽ hỏi ba người nào ạ? Ba người đến từ trường của em đúng không? Xin mời ba bạn. Ba bạn lên đây đi hỗ trợ bạn. Tại sao? Tại sao em không hỏi MC nhỉ? Xin mời ba bạn góp ý của chuyên vị Thanh di chuyển lên đây. Bé đang live stream ạ. Số người coi là hiện tại là 2 người mà tắt đi thì uổng quá. Em tin tưởng ba bạn này không? Rồi. Vị trí của ngó sen nằm ở đâu trong môi trường sống? Dạ, theo em là trong bụng ạ. Trong bụng. Trong ngoài này. Nếu như ba bạn trả lời đúng thì sẽ có hỗ trợ đúng thì ba phần quà sẽ tặng cho ba bạn. Còn nếu như trả lời sai là bị quýnh đòn nha. Xin mời em đi đáp án của em. Đáp án trong bụng. Và đáp án của chúng tôi là trong bụng. Đây là ba phần quà. Trong đây có cuốn hạt giống tâm hồn, năm quyển tập để chép phạt và một phần để là vẽ biểu đồ em nhé. Rồi, các điện thoại quen ở đây chim chụp hình các em. Thấy chụp hình không ạ? Cảm ơn ba bạn. Chúng ta đang ở câu hỏi số 17 và bây giờ sẽ là câu 18. Cơ hội của 59 bạn còn lại đang hẹp dần. Em có máy tính không? Một bạn hỗ trợ cho bạn một máy tính đi ạ. Rồi.
Câu hỏi tiếp theo, môn vật lý là câu số 18. Khi lặn xuống hồ nước, một người thợ lặn nghe được tiếng chuông đồng hồ sau 1/20 giây kể từ khi nó reo, biết đồng hồ cũng được đặt chìm trong nước. Hỏi khoảng cách giữa nó và người thợ lặn lúc này là khoảng bao nhiêu mét? Anh đọc lại một lần nữa. Khi lặn xuống hồ nước, một người thợ lặn nghe được tiếng chuông đồng hồ sau 1/20 giây kể từ khi nó reo, biết đồng hồ cũng được đặt chìm trong nước. Hỏi khoảng cách giữa nó và người thợ lặn lúc này là khoảng bao nhiêu mét? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Đáp án của em là 5. Nhưng mà trước khi công bố đáp án thì ban cố vấn và ban tổ chức vừa quyết định là hiện tại bạn của chúng ta đang ở câu số 18, thì cũng rất là khó có một bạn nào có thể đến câu hỏi này. Nên là sau khi câu hỏi này kết thúc thì vòng này sẽ không có câu hỏi phụ để cho các bạn quay trở lại. Nên là nếu như bạn này trả lời sai thì chúng ta sẽ căn cứ vào kết quả trước đó. Những bạn nào mà chúng ta còn ở những câu hỏi cao nhất hoặc là lâu hơn thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó trao giải. Và đáp án của em là 5 mét. Đáp án của chúng tôi có số 5. Và đáp án của chúng tôi là 75 mét. Chia buồn cùng em. Và không sao hết, mời em chúng ta quay đi với bạn và của mình nhé. Và chúng ta cùng chờ đợi kết quả. Cầm thêm chai nước để uống cho em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái môn văn nghệ mà chúng ta đã bị sẵn trong ngày hôm nay. Xin được mời bạn Nguyễn Thị Gia Hân đến từ 11A7 trường trung học phổ thông Đồng Phú với ca khúc Ngợi ca quê hương em.